Xin chào mọi người. Hôm nay mình quay cái vườn ổi Gobi của mình nha. Đây là cái khu này là mình chuyên nhân giống, nhưng mà cũng để trái. Để trái để dành cho khách. Bà con có nhu cầu giống hoặc trái là liên hệ với mình nha. Ổi Gobi Tâm Dũng. Vì cao quá mình phải làm dàn vậy đây. Tại trời hay nắng nha bà con, thấy cũng không được rõ. Còn đây mình lại, đây lũ ổi của mình đang vô bên này là khoảng 4 ngày. Một tuần nữa là mình có cây cứng để giao cho khách. Trời hay nắng nha. Còn đây là chanh dây ngọt, chanh dây giống đây. Còn vàng này cũng chanh dây ngọt, đang có trái lai gai. Ở đây mình lại, còn vàng chanh dây này đây. Vàng chanh dây này mình chuyên nhân giống, nhân giống tháp vậy nha bà con. Đây, đây là giống chanh dây ngọt. Thôi, tới đây xin chào mọi người.